Muốn làm ảnh thờ cho người bố hy sinh trong chiến trận nhưng không có lấy một bức hình, cô gái thử nhờ phục dựng và cái kết bất ngờ. Mới đây, một cô gái đã nhờ một vị cao nhân trên mạng xã hội phục dựng lại phần nào chân dung của bố, người chiến sĩ bộ đội đã từng đi qua mưa bom lửa đạn của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước và hy sinh trên mặt trận biên giới Campuchia. Ngày ông hy sinh, ông không để lại kỷ vật gì cho gia đình, dù chỉ là một bức hình nhỏ. Tất cả những gì cô gái nhặt nhạnh được là những thông tin ít ỏi về gương mặt của bố qua lời kể vắn tắt của mẹ. Thế nhưng bằng mọi cố gắng, chàng trai đã giúp cô gái dựng lại phần nào chân dung của người bố để cho cô có thể lưu giữ lại ký ức cũng như một bức ảnh thờ cho người bố của mình. Khoảnh khắc bức ảnh được hoàn thành, nhiều người đã không khỏi xúc động trước những nỗ lực cố gắng của chàng trai. Dù biết rằng bức ảnh chỉ phần nào phản ánh lại chân dung của người bố, nhưng đó chính là tất cả những gì mà cô gái dành cả tuổi thanh xuân đi tìm về cuộc đời của bố mình. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại. Thấy bức ảnh được hoàn thành mà không thể không khâm phục tài năng bạn nam, thực sự rất xúc động. Cái gia đình của bác khi thấy tấm ảnh này sẽ rất vui và hạnh phúc lắm. Mẹ bạn ấy mà thấy được ảnh bố như vậy chắc mừng lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.